Vừa qua, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt đoàn doanh nghiệp nhằm lấy ý kiến và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh cho biết, Lạng Sơn có khoảng 2.300 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 3 đến 4,5 triệu đồng một tháng. Riêng năm 2016, các doanh nghiệp đã tạo thêm việc làm cho 1.215 lao động, nộp ngân sách nhà nước 550 tỷ đồng. Các đại biểu tham gia hội nghị cũng đã đánh giá, phân tích những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với tỉnh. Đồng thời, các doanh nghiệp mong muốn các cấp, các ngành cần phải tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ doanh nghiệp tiếp tục có những cơ chế, chính sách đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức để tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua những kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các sở ban ngành nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và nhanh chóng có biện pháp xử lý hồi đáp trong tháng này.